Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, trên tay mình đây là bức tranh xe buýt. Hôm nay mình sẽ vẽ bức tranh này để gửi đến toàn thể các bạn. Mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình và bằng cách thả like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.